Aloha, chào mừng các bạn đến với kênh của Khanh. Khoe với các bạn nè, Khanh vừa mua một chiếc đèn rất là dễ thương dùng để trang trí trong phòng để quay TikTok nè. Thật ra là Khanh mua chỉ tầm từ 92.000 cho đến 120.000 thôi, có rất là nhiều hình dáng khác nhau luôn. Đèn này mình có thể sử dụng pin hoặc là cắm điện. Chúng ta sẽ xài 3 cục pin và nút tắt mở ở đây. Cần cắm điện thì chúng ta sẽ lấy cái dây nguồn này cắm vào củ sạc nha. Khanh mua là Khanh sẽ được tặng hai cái miếng này dán vào để móc cái đèn lên đó. Ok, Khanh sẽ gắn vào cái cửa này, treo đèn lên nè. Nếu chúng ta không xài pin thì chúng ta sẽ cắm điện. Và sau đây là thành quả quay TikTok của Khanh nhé. Gần bên em, tiếng đợi đi, tiếng đợi đi. Anh đừng đi, anh yêu à, nhìn môi chính.